Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tài Channel. Và các bạn ơi, hôm nay mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố rồng nha. Chỗ này thì vô nhận thưởng cả nhà mọi người. 12 tiếng thì anh em mình sẽ nhảy vào đây nhận một lần ha. Rồi, chỗ này thì các bạn biết rồi đó, Anh Tài đã mở cái gối VIP thành công nha. Đây, và anh em mình sẽ nhận được những cái phần thưởng khá là đặc biệt và giá trị ở đây ha. Đó, và bạn nào có muốn mở những cái gói VIP này thì các bạn có việc inbox trực tiếp với Hán Tê qua Facebook nha mọi người. Link Facebook có thì Hán Tê có để bên dưới phần mô tả của video luôn nha. Hán Tê nhận mở các gói VIP trong game và cái giá thì cái giá trong game nha. Kèm thêm một ít phí nữa ha mọi người. Đó, mình thì không có nhận mở giá rẻ, với lại là mình mở có hóa đơn đàng hoàng cho nên mọi người không có lo nha. Phát hành 3 nít ra là sẽ khóa nít các bạn nha. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ bắt đầu nghĩa nhãn cái nha mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cuộc đua Heroic. Wow, tiếp tục vậy coi nè. Anh em mình đang nằm ở lớp 9 nha mọi người. Rồi, lần này thì đúng rồi, HT hiện tại đang có một cái thành viên và mình đang cho nó lên sao các bạn. Hiện tại thì bé yêu này của mình là Heroic mới. Bé này là Heroic mới nhất nha mọi người. Đây. Bây giờ thì đã nâng cho nó lên được là 2 sao rồi và chúng ta sẽ nâng cho nó lên được là maximum là level 50 nha các bạn. Wow, tới công chuyện luôn ha. Rồi, để anh em mình coi coi, chúng ta đang có là 164 mà để nâng cái con này nó lên 3 sao. 3 sao thì anh em mình cần là bao nhiêu nhỉ? Bé này là thuộc dòng Heroic và nó sẽ có cái chiêu là đây, Heroic. Wow, 320 mảnh thì chúng ta sẽ nâng con này lên được là 3 sao hen. Ở đây anh em mình đã có 164 rồi. Tới công chuyện luôn. Rồi, chúng ta sẽ mang bé yêu này đi quậy nhẹ trong cái event gọi là cuộc đua Heroic cái nha. Thành viên này của mình nó có cái tên là cái gì nhờ? Anh em mình không có để ý cái tên nó. Mình nhớ là nó có cái chiêu dấu ấn rồng xanh nè. Akana, rồi ok. Bây giờ thì mang bé yêu đi quậy nhẹ nha các bạn. Và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tê một lượt đăng ký nha mọi người. Hiện tại thì kênh của anh ta đã được 252.000 người đăng ký rồi. Chúng ta đang cố gắng lên 300.000 nha. Anh em nào mà chưa có đăng ký hay là chưa có like thì đừng quên ủng hộ nhẹ cho anh ta channel ha. Ở đây thì anh em mình ôi trời, một tiếng đúng không, sao mới quậy được hả? Ca này cũng hơi tốn kém và game mình cũng không có được nhiều á, cho nên anh ta vẫn còn đang để dành game các bạn ơi. Đó. Rồi, và bây giờ và các bạn ơi, cái cuộc đua Heroic mùa này thôi hơi bị ngon nha. Các bạn để ý cho mình cái chỗ này nha. Ở đây thì cái phần thưởng lên tới là láp thứ đâu mất tiêu rồi. Cái lần này là nó ngon hơn mấy cái mùa trước luôn đó các bạn. 200 mảnh láp 16 nha. Và các bạn lên láp 18 là được tới 500 mảnh nha mọi người. Cái này là hơi bị xịn luôn đó nha. Sương sương có 700 mảnh. Anh em mình nâng sao lên là coi như chiến xả láng luôn á. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực này đi ha. Ở đây thì anh em mình sẽ có Heroic VIP. Có Heroic VIP thì anh em mình mới có thể chiến đấu được trong đây nha mọi người. Rồi rồi, với khả năng đánh lan luôn. Wow, hết sảy. Chỗ này thì anh em mình có thể nâng con này lên level rồi đấy. Con này hiện tại là có thể nâng lên được tầm bao nhiêu nhờ? Ôi, hình như là... Đừng nói là bé yêu đó không được vào đây nha. Ôi, thiệt luôn hả mọi người? Cây nha. Mình tưởng là nó cho cái con nó vào đây chứ nó cấm luôn rồi. Tính ra là anh em mình không có được quậy nữa. Rồi, chỗ này thì để mà ổn áp thì anh em mình cần phải đây có một em 70. Em này 50. 50 lượng máu đó là lên tới 134.000, chắc nó cũng chịu được một chiêu. Rồi, chúng ta sẽ bật thêm cái khiên đi nha mọi người. Ui, 18 phút nữa mới kích được cái khiên. Cây nhờ. Rồi, vô kèo luôn nè. Thành viên đặc biệt của anh em mình sẽ là bé voi nha mọi người. Với cái vòi khá là cute. Ôi, nó thêm một lượt đánh nữa luôn. Ôi, cây nhờ. Ôi, nó quýnh ba cái luôn các bạn ơi. Trời ơi, chạy trời không khỏi nắng với con này thiệt chứ. Rồi, chiêu thứ hai là bây giờ anh em mình tính toán sao cho nó hợp lý đây. Cái con này mà nó quất mình là sát thương nó tới nhân 2 lần các bạn ơi. Đó, bây giờ là anh em mình ra lụm lại nè. Đây, kích hoạt knock out liền các bạn. Anh em mình phải tận dụng gọi là mọi cơ hội nha. Ôi, 205.000 các bạn thấy cái lượng đam của nó ghê gớm chưa. Chơi xảy là nó bế mình liền.
Rồi bây giờ là Ôi Sát Thương Nhân 2 căn nhờ. Chỗ này thì anh em mình sẽ thêm một lượt đánh nữa đi. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ bế nhẹ cái con này luôn cái. Ổn không nhờ? Chắc ổn mà. Rồi kích hoạt được cái nút out nữa các bạn ơi. Trời ơi con này nó có cái gỡ bét. Căng nha. Kèo này là hơi khoai nè. Ôi bé này của mình. Ôi không ổn rồi anh em ơi. Kèo này thì tình nó quá là gắt luôn chứ không phải gọi là gắt thường nữa. Máu con này nó có level 60 mà máu nó lên tới là 400 mấy chục ngàn. Ôi bây giờ là tới 140 mấy. Làm sao mà ấy nó còn cái gỡ vết nó mới đau. Ôi ôi cái trận này thiệt tình thua quá là chua luôn á mọi người. Rồi anh em mình thôi chịu trận rồi. Trong khu này thì chúng ta không có mang được nhiều á, không có mang được nhiều cái thành viên gọi là xịn cho lắm. Rồi anh em mình đành phải đến với cái chỗ khác thôi ha. Rồi lần này chúng ta sẽ qua tới cái khu vực list đi nha mọi người. Rồi và đây là các thành viên bé yêu Watsum. Con này thì các bạn biết rồi đó, anh ta đã review ở tập trước rồi ha. Bây giờ mình sẽ đến với thành viên Akana. Đâu rồi? Đây 45. Thì anh em mình cho nó lên luôn level là 50 nha mọi người. Tưởng đâu con này mà được vô trong kia đánh, vô khu vực arena đánh thì chúng ta còn ổn áp, còn đỡ đỡ được xíu. Bé này không có được vào kia đánh mới đau. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là đây, sau khi mà lên 50 rồi thì anh em mình mạnh mẽ hơn khá là nhiều nha. Để coi coi một mình đi quậy rồi nổi không nha. Wow, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với Watum trước đi hen. Chỗ này chúng ta đang có Sát Thương Nhân 2 nè mọi người. Wow, 24 can. Và bây giờ tiếp tục thể hiện kỹ năng thêm một lần nữa. Dứt điểm. Không thành công các bạn ơi, con này nó hơi trâu. Máu nó gọi là quá trâu luôn, chúng ta là trâu thường nha. Rồi chúng ta xài kỹ năng đặc biệt gọi là giật đam liên hoàn coi. Sau khi mà lên 50 thì anh em mình cũng mạnh mẽ hơn khá là nhiều nha. Wow, hạ được một em rồi. Ôi con này nó quýnh mình sát thương cũng không có được cao lắm nha. Chùm cuối của tên bạn Mili hay gọi là Hoàng Tử Băng. Xử lý nhẹ và bây giờ anh em mình sử dụng tuyệt chiêu đó chính là Pu, hay còn gọi là tuyệt chiêu thuần chủng ha. Tới công chuyện luôn, bơm máu đại pháp cái nè. 70.000 máu được bơm các bạn à. Ôi hết sảy luôn nha. Rồi bây giờ thì anh em mình lại đến với một cái thành viên đặc biệt nữa. 4 ngôi sao vàng lấp lánh các bạn à. Bây giờ thì cái lượng đam của anh em mình wow, 103 này kích hoạt luôn khả năng knock out đối thủ nè. Đó, bây giờ đối thủ còn nhiều máu là anh em mình cũng rinh luôn hen. Ây, bé rồng lượng tử thôi anh em mình đổi qua cái bé yêu này đi. Bé lượng tử thì sẽ được thể hiện sau hen. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đưa cái bé rồng với cái khả năng đặc biệt. Một cái chiêu, đây, quánh gọi là không trượt phát nào và lượng đam lại càng cao nữa. Có nhiều bạn comment hỏi là cái con này nó có mạnh hay không. Thì anh em mình sẽ vào xem coi cái chiêu của bé ấy sẽ khắc được những cái con rồng gì nha. Đâu rồi, để anh em mình khử nhẹ bé này trước cái đã. Wow, rồi. Bây giờ anh em mình nghía nhẹ thử một cái nha mọi người. Cái chiêu của bé đó là cái tuyệt chiêu bắt đầu mất tiêu rồi, nó không có đây, đây đây đây, cái chiêu ở giữa nha. Nó sẽ khắc chế được đó là dấu ấn rồng xanh với lại là chiêu hoa. Rồi những cái con nào đây, dấu ấn rồng xanh là các bạn thấy Heroic mới là bị cái bé rồng lượng tử khắc máu rồi nha. Với cái tuyệt chiêu gọi là đam đó thì anh em mình nó cũng hơi khoai hen. Gặp mấy con rồng lượng tử là phải né né nó một xíu, chứ Heroic mới mà để gọi là bị ăn hiếp rồi đấy. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với một các bạn level 124 nữa coi. Rồi rồi, tới công chuyện nha. Chỗ này thì anh em mình cho bé rồng lượng tử ra thể hiện kỹ năng coi nè. Để mình coi coi anh em mình có khử đam được mấy con này hay không.
anh em mình sát thương thì không có được X2, nhưng mà lượng đam đến từ cái tuyệt chiêu đầu tiên, cái tuyệt chiêu đặc biệt đó là lượng đam nó cũng khá là ngon rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chưa mất máu, cho nên nó là hai cái chiêu đầu tiên nó không có ngon lắm. Đó, anh em mình cần phải bị mất máu các bạn. Mất máu rồi chúng ta mới chơi trò bơm máu được chứ, đúng không nào? Ôi ôi, nó còn 408 giọt luôn, cay nhờ. Lượng máu của anh em mình đã lên tới 120 mấy ngàn rồi nè. Máu càng tụt thì đam càng to. 50.000 máu. Wow, lượng đam bình thường của anh em mình nằm ở cái mức gọi là 43 thôi. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Nó vả cho mình đi du lịch xa bờ luôn các bạn à. Victory. Rồi, chỗ này thì anh em mình nghĩ nhẹ cái coi. Wow, chín mấy hả? Đây là anh em mình thêm được một lượt đánh nè. Rồi chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu của bé bé yêu đặc biệt ha. Ôi cha, em này hiện tại mới có răng đồng, cho nên nó là dễ bị người ta ăn hiếp quá các bạn. Nó bị khều khều một cái là lên dĩa liền à. Rồi rồi, tới câu chuyện nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với chiêu này bị giảm đam nữa. Ôi 42.000 luôn. Đó, đam bèo bèo của anh em mình bây giờ đã lên tới 40 mấy ngàn rồi. Rồi chỗ này, máu càng thấp thì đam càng to. 55.000. Rồi ở đây thì anh em mình còn được một hiệp nữa, tranh thủ vô bế luôn nha các bạn. Wow, để mình nghiên cứu kỹ lưỡng cái coi. Con này thì cưa nhẹ thôi. Ôi cha, cái khả năng knock out đối thủ này thì nó không quan trọng là mình cưa nhẹ hay mạnh, nhưng mà lượng máu bị ép xuống một cái mức ổn là bắt đầu nó kích hoạt liền. Rồi chỗ này thì anh em mình sẽ đến với bé yêu đặc biệt nha. Giật đam liên hoàn cái coi. Hồi máu đại pháp liền. Bơm tới 80 mấy ngàn máu luôn á mọi người. Wow. Rồi bây giờ thì anh em mình lụm nhẹ luôn bé này ha. Victory. Ok, vị trí này anh em mình đến với. Ui chà, chỗ này anh em mình đang bị kẹt rồi. Và các bạn ơi, nếu nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.